Vitin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Chào đón quý vị đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Và trong một buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chào đón Thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, trưởng khoa Nhi bệnh viện Sanh Pôn đến với chủ đề phát triển chiều cao, bảo vệ mắt cho trẻ. Và xin được chào bác sĩ. Xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình, xin chào anh Thư. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoe đẹp@bacsitưvan.vn. Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng vấn đề thể chất chiều cao tốt cho trẻ, sức bền và thị lực tốt thì sẽ giúp trẻ tiếp thu, ghi nhận được nhiều kiến thức hơn. Nhưng mà hình ảnh những cô cậu học trò phải đeo những chiếc kính dày để hỗ trợ đôi mắt bị mắc tật khúc xạ thì ngày càng nhiều hơn ở trường. Phần lớn trẻ mắc tật khúc xạ do trẻ và gia đình mơ hồ trước dấu hiệu thị lực trẻ giảm, và chúng ta cũng chưa biết cách bảo vệ chăm sóc thị lực cho trẻ từ sớm. Giải pháp dinh dưỡng ở tuổi học đường giúp trẻ có được chiều cao vượt trội và trí tuệ thông minh, đôi mắt sáng tạo sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho trẻ thành công trong tương lai. Trong chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề này. Thưa Thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, có thể nói rằng trẻ mà có thể chất tốt, trí tuệ thông minh, đôi mắt sáng thì rõ ràng là kết quả học tập cũng sẽ cao hơn. Và nói đến điều đó thì không có bậc cha mẹ nào lại không muốn cả. Bác sĩ có thể chia sẻ cho thính giả của chúng ta biết là giai đoạn nào thì mắt và trí não của trẻ phải bắt đầu làm việc nhiều. Thể chất chiều cao của trẻ phát triển thế nào từ giai đoạn 4 đến 9 tuổi ạ? Chúng ta biết rằng sự phát triển chiều cao và thể chất của trẻ thì nó cũng có rất là nhiều giai đoạn. Trong có 3 cái giai đoạn phát triển chiều cao là cái giai đoạn mà khi bé còn trong bụng mẹ, và giai đoạn từ 0 đến 4 tuổi, và giai đoạn tiền dậy thì. Thế thì khi mà cái sự để cho phát triển trí tuệ và thể chất thì nó phụ thuộc vào các yếu tố di truyền, chế độ dinh dưỡng và môi trường xã hội. Và não của cực chúng ta làm cơ quan hình thành sớm nhất vào ngày thứ 18 của phôi thai, thì ống thần kinh đã bắt đầu được hình thành và có sự phân chia tổ chức ở vỏ não. Và quá trình này, phát triển của bộ não trẻ diễn ra trong suốt thời kỳ mang thai cho đến khi mà trẻ trưởng thành thông qua sự biệt hóa của các cái tế bào thần kinh. Và khi được trẻ được 2 tuổi thì cái kích thước của não của trẻ đã đạt được về trọng lượng là khoảng 70-80% của người lớn. Và khi trẻ được 6 tuổi thì kích thước của não cũng đã bằng của người lớn, và cùng với sự gia tăng về kích thước thì sự hoàn thiện về chức năng não cũng phát triển rất là nhanh. Và khi trẻ được 3 tuổi thì trẻ đã có thể suy nghĩ và tự đưa ra những ý kiến trước của vấn đề, và đã có thể biết vẽ, rồi biết hát, rồi biết kể chuyện. Và từ độ tuổi này, não cũng như mắt của bé cũng bắt đầu phải làm việc nhiều. Do có sự thay đổi về thói quen sinh hoạt, thay đổi về dinh dưỡng, ở cái lứa tuổi này thì trẻ bắt đầu phải đến trường này, đi học mẫu giáo này, rồi các sinh hoạt theo tập thể, rồi chế độ ăn cũng như các hoạt động vui chơi của bé cũng thay đổi. Cho nên là trẻ dễ gặp phải những vấn đề dinh dưỡng có thể dẫn đến tình trạng thiếu cân, thiếu chiều cao hoặc là thừa cân, vân vân. Và cái chế độ dinh dưỡng thì nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc phát triển trí não cũng như thị lực cho em bé. Dinh dưỡng kể cả trong thời kỳ mẹ mang thai cũng như lúc mẹ cho con bú, và cũng như là khi mà bé ăn dặm rồi khi đi học. Sau đó ở cái giai đoạn tuổi này thì các bậc cha mẹ cần phải rất chú ý bổ sung chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho em bé để bé được phát triển chiều cao tốt. Và cụ thể là chúng ta bổ sung cho em bé những cái thực phẩm mà chứa canxi, vitamin D3 rồi MK7. Những cái vi chất này nó có tác dụng để không những giúp cho tăng chiều cao mà nó cũng còn có tác dụng để làm cho cái phát triển cả cái trí não của em bé. Bởi vì chúng ta biết rằng những vi chất này cơ thể chúng ta không tự sinh ra mà phải bổ sung từ bên ngoài vào. Vâng. Rõ ràng là nếu mà chúng ta chăm sóc trẻ một cách đúng cách trong cái giai đoạn mà bác sĩ vừa phân tích thì chiều cao mà chúng ta mong muốn dành cho con em của mình cũng sẽ đạt được. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn mong muốn một cái điều nữa là luôn có được một đôi mắt sáng khỏe cho trẻ. Vậy thì những yếu tố nào ảnh hưởng đến phát triển chiều cao, và cha mẹ có thể can thiệp tích cực vào những cái điều gì để trẻ có được chiều cao tốt nhất thưa bác sĩ? Chúng ta sẽ phân tích từng cái nội dung một. Chúng ta biết rằng để phát triển chiều cao tốt thì có rất là nhiều yếu tố, trong đó có cái 3 yếu tố chính là yếu tố dinh dưỡng, yếu tố di truyền và luyện tập thể thao. Thì trong 3 yếu tố này thì yếu tố dinh dưỡng là đóng vai trò quan trọng nhất, chiếm tới 32%. Và để trẻ có chiều cao tốt nhất thì chúng ta rất nên chú ý cái chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái hệ tiêu hóa của chúng ta là nó cung cấp 100% các cái vi chất giúp cho cơ thể chúng ta phát triển
Vậy thì để trẻ có được cái chiều cao tốt thì chúng ta phải cho trẻ ăn uống tốt, và ăn uống nó cũng phải hợp lý theo cái từng độ tuổi và theo những cái nhu cầu của các em bé. Một cái chế độ dinh dưỡng tốt thì nó sẽ giúp cho em bé phát triển được tốt, không những kể về mặt thể lực cũng như cả về mặt tinh thần. Và nhiều bà mẹ cứ nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần cho em bé uống canxi là em bé đã có thể phát triển tốt về chiều cao. Nhưng mà thực ra đây là một cái quan điểm mà nó chưa được đúng. Bởi vì là muốn tăng chiều cao cho em bé thì ngoài cái việc mà bổ sung thêm những thức ăn hoặc là những cái thực phẩm có chứa các thành phần canxi thì chúng ta cũng phải rất chú ý đến những người bạn đường mà giúp cho việc hấp thu cái canxi được tốt hơn. Đấy là vitamin D3 và cái MK7. Chúng ta biết rằng canxi mặc dù nó là một cái khoáng chất quan trọng nhất đối với cơ thể và nó là thành phần chính để tạo nên xương và răng, thì 99% cái lượng canxi trong cơ thể của chúng ta nó tập trung ở xương và răng. Ngoài ra thì canxi nó còn giúp hấp thu giúp thu nhận những cái và dẫn truyền các tín hiệu thần kinh, điều hòa huyết áp rồi duy trì nhịp đập của tim. Và khi mà thiếu hụt canxi thì trẻ sẽ dễ bị còi xương, chậm phát triển chiều cao và có thắt thần kinh, đánh trống ngực, hồi hộp rồi chuột rút vân vân. Và cái ngoài ra thì để cho canxi hấp thu được tốt thì nó cần phải có thêm cái vai trò của cái vitamin D và cái MK7. Và cái vitamin D thì nó được coi là một cái hormone steroid có tác dụng điều hòa thần kinh và giúp tăng cường hấp thu canxi và phốt pho tại đường tiêu hóa và hỗ trợ cái sự vận chuyển canxi vào trong xương. Cái vitamin D3 thì nó là một cái chất dẫn truyền canxi và giúp hấp thu canxi từ ruột và máu. Và khi thiếu hụt cái vitamin D3 thì nó sẽ gây nên tượng là biến dạng xương rồi là còi xương vân vân. Còn cái MK7 thì nó có tác dụng hoạt hóa cái osteocalci và nó biến canxi từ cái dạng không hoạt động trở thành dạng hoạt động và giúp vận chuyển canxi từ máu vào trong xương. Đồng thời cái MK7 này nó cũng kích thích làm tăng cái lượng collagen ở trong xương và tạo nên cái xương thực thụ. Và MK7 nó sẽ giúp cho xương vừa chắc khỏe vừa dẻo dai và nó làm tăng chiều cao và làm chậm cái quá trình loãng xương. Và để phát triển cái chiều cao tốt nhất thì chúng ta cần chú ý cái chế độ dinh dưỡng cho em bé, đặc biệt là vào cái giai đoạn mà 4 tuổi đến 9 tuổi. Và cái tuổi này, đây là cái lứa tuổi mà trí não của trẻ cũng như thể lực đều rất phát triển và mắt phải hoạt động nhiều. Rồi khi mà trẻ đến lứa tuổi này là cái tuổi mà trẻ cũng đang đi học, và bởi vì cái chế độ ăn mà chứa thành phần chứa nhiều những canxi vừa cộng với chúng ta cho em bé tắm nắng rồi những hoạt động thể lực phù hợp với lứa tuổi, bổ sung các cái thành thực phẩm chức năng sẽ giúp cho em cơ thể của em bé hấp thu được đầy đủ các vi chất dinh dưỡng và phát triển được tốt nhất. Vâng, thưa bác sĩ, chúng ta đã vừa nói về đến cái yếu tố tăng chiều cao cho các trẻ một cách tốt nhất dành cho các bậc phụ huynh. Và thêm một yếu tố nữa của chủ đề ngày hôm nay, chương trình ngày hôm nay, đó chính là việc là bảo vệ đôi mắt sáng cho trẻ để bé có được một cái thị lực tốt nhất. Thì bác sĩ có thể phân tích và chia sẻ với thính giả của chúng ta là cái tuổi học đường ấy thì việc bảo vệ thị lực cho trẻ được rất nhiều cha mẹ quan tâm, nhưng mà không phải là ai cũng biết cách, và đôi lúc quan tâm quá mà bé cũng vẫn bị cận hoặc là bị các cái tật khúc xạ ở mắt. Rõ ràng là cái thông tin cũng như là cái thực tế rằng là nhiều ngày càng nhiều hơn trẻ em bị đeo kính, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, đặc biệt là khu vực nội thành. Vậy thì chúng ta cần phải lưu ý đến những cái vấn đề nào và bảo vệ thị lực cho trẻ thế nào thì là đúng cách, thưa bác sĩ? Chúng ta biết rằng là cận thị học đường là một vấn đề thật sự là rất là thời sự trong cái điều kiện sống của chúng ta hiện nay, khi mà xã hội nó rất là phát triển. Thì chúng ta biết rằng là cận thị thì nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó thì hầu hết là do các yếu tố bên ngoài tác động, như là do môi trường học tập của học sinh chưa được tốt này, phòng học rồi các học tập chưa đủ sáng này. Hầu hết là tôi thấy là bây giờ là tất cả các cái ở các trường học đều phải bật điện để khi mà chúng ta học, chứ không phải như ngày xưa khi chúng tôi còn đi học thì là lúc đó là hoàn toàn dùng ánh sáng tự nhiên. Thế và cái ngay cả trong cái nhà ở của mình cũng thế, bây giờ cái cuộc sống xã hội phát triển rất là nhanh, ánh sáng nó cũng bị mất đi, và ngay cả trong gia đình của chúng ta thì cái việc học cũng hầu hết ban ngày, kể cả ban ngày cũng vẫn phải là bật điện. Thế thì cái việc mà chúng ta ngồi học mà nó không đủ ánh sáng, nó sẽ làm cho cái mắt của chúng ta căng thẳng và phải dần dần mà lâu thì nó sẽ dẫn đến là cái rối loạn điều tiết. Rồi đôi khi là cái bàn ghế học tập nó cũng chưa phù hợp với tầm vóc của em bé. Rồi do tư thế ngồi học của em bé nó sai trong giờ học, nhất là khi viết hay khi làm bài tập thì các em bé hay để mắt gần sát mặt bàn, và nhiều khi là cái nó cũng
có khi nó cũng là cái thói quen. Thế xong rồi dần dần mà chúng ta không để ý thì mắt nó phải điều tiết nhiều thì nó cũng sẽ dẫn đến là bị cận thị. Rồi là đôi khi là do các em bé quá ham mê đọc những cái truyện tranh mà có cái chữ nó quá nhỏ, hoặc là vừa đọc vừa học lại vừa nằm, hoặc là vừa đọc sách vừa nằm, thì nó cũng sẽ làm cho mỏi điều tiết. Hoặc là đôi khi là do cham, chính là từ nguyên nhân lại từ các cái cha mẹ của chúng ta, là các bậc phụ huynh là chúng ta quá mong mỏi con là chúng ta bằng bạn đồng bè học giỏi này, cho nên là ngoài cái chương trình học tập tại trường thì chúng ta lại phải bắt em bé học thêm rất là nhiều. Thế và cái việc học thêm thế này nó cũng khiến cho em bé nó mắt bị căng thẳng thêm, và hậu quả dần dần lâu dần thì nó cũng sẽ dẫn đến là cái rối loạn điều tiết. Rồi ngày nay thì do cái sự phát triển của hệ thống điện tử nữa, thì là việc sử dụng các cái thiết bị điện tử như là máy tính, rồi iPad, rồi các smartphone vân vân thì nó ngày càng trở nên phổ biến và khiến cho con mắt của chúng ta, các em bé, cái hệ thống thể lực nó vốn chưa được hoàn thiện về mặt chức năng thì nó hay cứ phải điều tiết nhiều thì nó sẽ mỏi mệt, và dần dần là nó cũng sẽ dễ bị dẫn đến là cận thị. Thế thì ngoài ra thì còn những nguyên nhân do uống một cái chế độ ăn không hợp lý, thiếu các dưỡng chất cần thiết để cho mắt, như là cái vitamin A này, rồi vitamin B2, rồi AHD vân vân, thì nó cũng sẽ dẫn đến là thiếu các vi chất này và cái hệ thống thị lực của em bé cũng không được tốt, và dẫn đến hậu quả là nếu mà không được quan tâm kịp thời thì em bé sẽ mỏi điều tiết mắt và trẻ sẽ đau đầu rồi mệt mỏi rồi mắt nhìn mờ vân vân, và đến cái hậu quả là sẽ bị cận thị và ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là học tập. Vâng. Có một vài, hoặc là tôi nghĩ là không phải một vài, xin lỗi, tôi nghĩ là có rất nhiều những trẻ em mà thậm chí là đến cái tuổi đi học đến trường thì thầy cô giáo mới là người phát hiện ra rằng trẻ có vấn đề về mắt. Các cha mẹ, các bậc cha mẹ thì thường có thể là sinh hoạt trong đời sống hàng ngày thì có thể để con tự giác trong cái vấn đề là lựa chọn khoảng cách, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ khó nhìn thấy hơn. Vậy thì làm thế nào để phát hiện sớm rằng trẻ đang có nguy cơ bị tật khúc xạ, thưa bác sĩ? Thực ra khi những cái tật khúc xạ này thường khi mà chúng ta phát hiện ra thì nó cũng hầu như là cũng hay bị muộn. Bởi vì rằng là nguyên nhân thì nó chính có thể là do người lớn chúng ta không để ý, hoặc đôi khi chúng ta rất để ý nhưng mà lại vẫn cứ bị. Thì có những bạn thì được tức là khi mà đi đầu năm học thì hay thường có cái khám sức khỏe. Thế thì nhiều em bé đã được phát hiện ra cái tật khúc xạ khi mà em bé khám, trong cái quá trình khám sức khỏe. Nhưng mà có những bạn thì kêu là đau đầu, và khi mà bố mẹ dẫn em bé đến bệnh viện khám thì các bác sĩ đã phát hiện ra là em bé không phải nguyên nhân từ đau đầu do cái nguyên nhân ở trong não, mà lại chính là ở cái vấn đề về mắt. Và khi mà mắt mỏi được tiết quá thì nó cũng sẽ dẫn đến hiện tượng mà đau đầu rồi nhức mỏi. Thế rồi là có những bạn thì nhìn kém thì về nói cho bố mẹ biết. Có một câu chuyện rất là vui muốn kể cho anh Thư và thính giả nghe. Tức là có một bác sĩ mắt ở viện mắt Hà Nội Hàn Hoi, tức là con của bác sĩ bị cận thị. Tức là khi mà em bé, tức là mẹ là bác sĩ mắt nhưng mà cũng không để ý, vì là nghĩ là hàng ngày thấy con học vẫn bình thường, vẫn cứ chơi bình thường. Thế lúc một hôm con về bảo mẹ là mẹ mua kính cho con bị cận. Thế xong là mẹ không ngạc nhiên, không nghĩ là con mình bị cận. Thế lúc mà bảo mang thử, các cô thử thì cô bảo đúng là bị cận thật, mẹ cũng rất là ngạc nhiên. Mẹ bảo không thể có chuyện đó được, vì hàng ngày con vẫn học bình thường, con vẫn nhìn bình thường. Thế là đến lúc mà mẹ chính tay mẹ thử thị lực cho con thì phát hiện ra con bị cận thị, đúng là rất buồn cười. Đấy, đôi khi là cái chúng ta không để ý mà em bé bị, tự em bé lại phát hiện ra được cái cận thị của mình. Rồi để cái phát hiện được sớm những cái dấu hiệu về cái rối loạn điều tiết thì chúng ta nên có một thói quen là kiểm tra thị lực cho em bé ít nhất là được hai lần trong một năm. Thế thì cái việc kiểm tra này cũng rất đơn giản thôi. Đối với trẻ nhỏ trước tuổi đi học thì nó cũng có những cái bảng hình, có những cái hình hoa rồi hình con vật mà em bé cũng rất dễ là nhận biết. Còn đến cái tuổi mà đi học rồi thì lại có cái bảng chữ. Thế thì chúng ta cũng nên là cho em bé đi kiểm tra thị lực để phát hiện sớm. Và chúng ta cũng biết rằng là cái rối loạn điều tiết và cái cận thị này nó cũng không phải là một cái bệnh gây tác hại tức thì, và nó cũng không phải là bệnh cấp tính, cho nên chúng ta phải để ý thì chúng ta mới phát hiện được. Và chúng ta nên thường xuyên quan sát em bé lúc mà em bé sinh hoạt cũng như vui chơi, xem em bé có những dấu hiệu bất thường gì không.
Ví dụ như là khi mà quan sát thấy mới đọc sách, mà sách để quá gần mắt này, rồi khi ngồi học thì đầu cú sát vào bàn, rồi ngồi học đầu cứ nghiêng sang một bên để tập trung cái nhìn ở cái bên mắt khỏe, rồi khi xem tivi thì em bé thì ngồi sát màn hình, hoặc là nhìn xa thì phải nheo mắt vân vân, hoặc là nhìn không rõ khi mờ trời tối, rồi em bé kêu đau đầu, rồi mệt mỏi nhức mỏi mắt, rồi hay dụi mắt lúc mà đi học vân vân. Và chúng ta chú ý là khi em bé có cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta cũng nên đưa đi bác sĩ để kiểm tra mắt, và một cái biện pháp rất là đơn giản là chúng ta thử thị lực thôi là đã có thể phát hiện được biết là em bé có cái rối loạn điều tiết hay không. Vâng. Thế những cái tật khúc xạ này nó gây suy giảm thị lực thì rõ ràng rồi, ảnh hưởng tới học tập cũng rõ ràng rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không dự phòng điều trị kịp thời thì sẽ gây ra những cái hậu quả lớn nhất là thế nào thưa bác sĩ? Chúng ta biết rằng là ở trẻ nhỏ thì hệ thống thị giác của em bé nó chưa được hoàn thiện. Bởi vậy khi mà em bé có những tật khúc xạ mà chúng ta không chỉnh lý kịp thời thì cái hình ảnh võng mạc nó cũng sẽ không được rõ nét, và nó ngăn trở cái quá trình phát triển bình thường của mắt và có thể dẫn tới nhược thị, và để lâu quá thì có thể là dẫn đến cái hậu quả là cái mù lòa do cái suy giảm cái thị lực và ảnh hưởng đến cái kết quả học tập cũng như là cái sinh hoạt trong cái cuộc sống hàng ngày. Và cái hay gặp nhất là cái từ những cái nhức mỏi mắt rồi nheo mắt khi mà chúng em bé nhìn những vật từ xa, rồi gây mỏi mắt rồi nhức đầu. Và theo các bác sĩ mắt thì việc cận thị nặng nó sẽ làm tăng nguy cơ của những bệnh tăng nhãn áp về sau, rồi làm bong võng mạc của mắt, rồi làm cho cái có thể gây rách, rồi là dẫn đến hiện tượng là gây mù lòa. Vâng. Thế thì chúng ta phải rất chú ý là quan tâm đến cái vấn đề thị lực của em bé, vì chúng ta biết rằng là đôi mắt là cái bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà chúng ta mà không nhìn thấy thì thực sự là cái cuộc sống của chúng ta nó rất hạn chế về nhiều thứ. Đúng vậy. Chúng ta vẫn có được cái lời khuyên rất là hữu ích rằng là dầu hai con mắt đúng không ạ? Khó hai bàn tay, nếu mà có vấn đề gì về mắt thì chắc chắn là cuộc sống nó cũng sẽ khó khăn rất là nhiều. Bây giờ thì sẽ là một cái câu hỏi mang tính tổng hợp để bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên về việc phát triển chiều cao trí não, đồng thời lại bảo vệ được đôi mắt sáng khỏe để trẻ học tập tốt hơn. Thì các bậc cha mẹ cần chăm sóc dinh dưỡng thế nào và dưỡng chất nào mà chúng ta cần chú trọng bổ sung thưa bác sĩ? Để cho cái bảo vệ cho cái đôi mắt của em bé có được cái thị lực tốt và để phát triển thể chất tốt thì chúng ta phải chú ý cho em bé một cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày đảm bảo cho nó đầy đủ và phù hợp cân đối các thành phần dinh dưỡng và theo cái lứa tuổi, đặc biệt là những em bé ở cái độ tuổi học đường. Vì chúng ta biết rằng khi em bé bắt đầu đi học này thì em bé phải chịu rất nhiều áp lực, tức là không những là sự mong mỏi của bố mẹ mong muốn cho em bé được học giỏi này, mẹ nào cha nào cũng mong muốn cho em bé mình là học giỏi. Không có ai là không mong muốn cho cái điều đó. Và không những cha mẹ mà ngay cả các thầy cô giáo cũng muốn cho lớp mình làm sao phải là đứng nhất trường, rồi ngay cả bản thân các em bé cũng muốn là mình học thật giỏi và mình trở thành thiên tài cho đất nước. Thế thì không một ai là không mong muốn cái điều đó, và để đạt được cái điều đó thì không một cách nào khác là phải học. Và cái việc là học nhiều thì nó cũng sẽ dẫn đến là mỏi điều tiết, rồi dẫn đến những cái phát triển thể chất không được tốt nếu như chúng ta không chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng. Thế mà để cho cái dinh dưỡng bổ sung cho mắt thì chúng ta phải chú ý những cái thực phẩm mà chứa nhiều taurin, rồi carbiberi, rồi DHA, rồi EPA vân vân. Cái taurin nó làm cái axit amin bán thiết yếu mà cơ thể trẻ em thì không tự tổng hợp được. Ở người lớn, ở người trưởng thành thì nó có thể tự tổng hợp được từ cái cystein. Nhưng mà cái taurin nó rất cần thiết cho mắt và não ngay từ cái giai đoạn còn trong bào thai, và nó là một thành phần cấu trúc của tế bào thần kinh và cái thị giác. Từ 3 đến 6 tuổi về sau thì taurin tham gia vào các men và chất chuyển hóa của các tế bào thần kinh, và nó giúp cho các tế bào làm việc chính xác hơn, dẻo dai hơn, và quan trọng nhất là bảo vệ cấu trúc tế bào khỏi bị hư hại do các gốc oxy hóa và giúp cho các cái tế bào còn nguyên vẹn và khỏe mạnh. Và thiếu cái taurin thì có thể gây thoái hóa võng mạc. Và cái taurin thì nó có nhiều trong những cái thực phẩm động vật giàu đạm như là các loại thịt bò, rồi các loại hải sản, rồi thịt heo vân vân. Thì cái carbiberin tức là cái quả việt quất, nó có tác dụng chống oxy hóa mạnh và nó làm giảm cái kết tụ tiểu cầu và làm giảm tính thấm và bảo vệ thành mạch. Nó ức chế cái thoái hóa collagen và giúp cải thiện các cái tế bào võng mạc, phòng chống cái đục thủy tinh thể, và nó làm giảm cái nhức mỏi mắt. Ngoài ra cái DHA và cái EPA thì nó còn là những axit béo không bão hòa
và nó có thể tìm thấy trong các cái loài cá, và nó có vai trò quan trọng đối với các cái hoạt động của cơ thể, đặc biệt là đối với não bộ và cái võng mạc mắt. Thì cái DHA nó là cái thành phần cấu trúc quan trọng của cái màng tế bào não, và nó ảnh hưởng đến cái sự hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh. Nó giúp thiết lập cái kết nối của và cái dẫn truyền tín hiệu giữa các cái neuron thần kinh. Và đây nó làm cái chức năng rất cơ bản và cực kỳ quan trọng của não. Còn DHA cũng được tìm thấy ở trong những cái tế bào võng mạc của mắt. Và cái việc cung cấp đủ cái DHA thì nó sẽ giúp cho đôi mắt của em bé được khỏe mạnh. Ngoài ra thì cái DHA nó còn giúp cho phát triển hệ thống miễn dịch, rồi ngăn ngừa dị ứng tốt cho sức khỏe tim mạch về sau. Và những nguồn thực phẩm mà có dầu DHA nhất chính là các cái loại cá sống ở các cái vùng nước lạnh, như là cá hồi, cá ngừ, cá tuyết, cá mòi, rồi ngay cả cá đồng như là cá trích và cá trê cũng chứa một lượng DHA cũng tương đối là lớn. Và DHA cũng có trong các cái loại tôm, cua, nghêu, sò, vân vân. Và khi mà thiếu hụt các cái vi chất dinh dưỡng trên, hoặc là khi mà chúng ta em bé mà mải đi học nhiều quá mà chế độ ăn không đảm bảo, mà không cung cấp đủ các cái vi chất dinh dưỡng kia, thì sẽ để mà lâu dần kéo dài thì nó cũng sẽ để lại cho cái làm cho em bé phát triển chậm về cái thể lực cũng như là thể chất. Vâng, bây giờ thì tôi nghĩ là cái việc mà bổ sung dinh dưỡng từ các bữa ăn ấy, nó đã trở thành một cái việc mà các bậc cha mẹ của chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là nó sẽ không đủ. Vì thế mà những cái sản phẩm hỗ trợ nó ra đời rất là nhiều. Nhưng mà giữa một, có thể nói là một rừng các loại sản phẩm hỗ trợ, thì trong khi mà chúng ta vẫn biết rằng bữa ăn hàng ngày của trẻ thì khó đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng và các dưỡng chất như là MK7 này, vitamin D3, canxi nano, kẽm nano, DHA, EPA vân 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 vân, thì những cái sản phẩm nào mà bác sĩ có thể tư vấn giúp cho thính giả của chúng ta là có thể tìm thấy những cái dưỡng chất vừa nêu trên, những cái sản phẩm bổ sung đó đặc biệt là phải tiện dụng và sử dụng cũng phải có hiệu quả trong cái thời gian ngắn nữa. Ai chúng ta biết rằng cái cuộc sống hiện đại nó khiến chúng ta luôn luôn phải hối hả, và cái sự phát triển như vũ bão của cái đồ ăn nhanh khiến cho nó ảnh hưởng không nhỏ đến cái chế độ dinh dưỡng của các em bé. Và khi cái chế độ ăn không cấp đủ dưỡng chất thì nó cũng sẽ không tốt cho cái cơ thể của em bé. Và khi mà chúng ta buổi sáng thì chúng ta đôi khi là quá vội này, rồi mẹ cũng phải đi làm sớm này, cha cũng phải đi làm sớm này, cho nên là cái việc ăn uống lại đôi khi lại dành cho mấy cái bà bán hàng ở ngoài cổng trường. Đúng rồi. Chính vì thế mà cái việc cung cấp dưỡng chất cho các em bé nó không được đầy đủ. Và nếu cái sự cung cấp đó mà lâu dần kéo dài thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển không những là về thể chất tinh thần mà còn nhiều thứ khác nữa. Và trong cái điều kiện cuộc sống nó quá hiện đại và nó quá hối hả như vậy, thì nếu như mà cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta quá bận rộn mà không để ý được hết cái chế độ dinh dưỡng cho các em bé, thì không gì tốt bằng chúng ta bổ sung những sản phẩm mà nó có chứa sẵn những cái vi chất dinh dưỡng đó. Ví dụ như cái Brivitin 3, trong đó có chứa những thành phần giúp tăng chiều cao, phát triển trí não và bảo vệ đôi mắt cho em bé, như tôi đã nói ở ban nãy. Và trong sản phẩm này nó có chứa canxi nano, rồi vitamin D3, rồi MK7, giúp phát triển chiều cao cho em bé đang độ tuổi phát triển. Ngoài ra nó còn chứa cái DHA, EPA và taurin, biberin, giúp cho phát triển trí não và bảo vệ đôi mắt của em bé. Và việc dùng cái sản phẩm này kết hợp với một chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất và sinh hoạt điều độ này, tập thể dục đều đặn này, rồi ngủ đủ giấc và sinh hoạt vui chơi hợp lý, thì tôi tin rằng em bé của chúng ta không những phát triển tốt cả về mặt thể chất cũng như là trí tuệ. Vâng, sản phẩm mà giúp phát triển chiều cao trí não và bảo vệ mắt thì tôi nghĩ là nó cũng là một trong những cái sự lựa chọn khá là khó khăn của các bậc cha mẹ của chúng ta. Và ở đây thì chúng tôi cũng muốn nói đến những cái sản phẩm hỗ trợ này. Thường thì các bậc cha mẹ của chúng ta lo lắng rằng là không biết là nếu mà cứ sử dụng hàng ngày thì nó có gây những cái tác dụng phụ không, thưa bác sĩ, khi mà chúng ta có quá nhiều sản phẩm để lựa chọn như vậy. Thực ra thì những cái sản phẩm ví dụ như Brivitin 3 thì nó cũng không có tác dụng phụ. Bởi vì cái thứ nhất là tôi nói là cái canxi ở trong sản phẩm nó là cái canxi nano. Canxi nano thì nó có một cái kích thước siêu nhỏ và khả năng hấp thu rất là lớn so với canxi thông thường. Và ngoài ra trong sản phẩm này nó còn chứa cái fructo oligosaccharide, nó làm tăng cái lượng bifidobacterium, tức là cái vi khuẩn có lợi ở trong ruột, ở trong đại tràng, nó giúp cho tạo ra các vitamin cần thiết cho cơ thể, và nó làm tăng hấp thu khoáng chất vào trong quá trình chuyển hóa, thì nó cũng làm
kích thích hấp thu nước và điện giải, dẫn đến khiến cho khi mà chúng ta sử dụng kéo dài thì em bé cũng không bị gây táo bón hay bị gây biếng ăn hay bị sản phẩm bị gây sỏi thận vào như những cái canxi thông thường khác. Và cái sản phẩm này nó có cái thành phần MK7, nó được chiết xuất từ đậu nành lên men theo phương pháp truyền thống natto với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Bởi vậy và cái vitamin K2 này đây cũng làm cái sản phẩm mà có cái nguồn vitamin K2 nó duy nhất được có nguồn gốc từ thiên nhiên, cho nó hoàn toàn, chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta sử dụng. Và hơn nữa là chúng ta biết rằng là những cái vi chất dinh dưỡng ở đây đều là những vi chất mà cơ thể chúng ta không tự sản sinh ra được, mà nó phải được cung cấp hàng ngày thông qua thức ăn và các thực phẩm. Thế thì khi chế độ ăn mà chúng ta không được cung cấp đầy đủ thì cái việc bổ sung cái sản phẩm này là hoàn toàn hợp lý. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, vậy là rõ ràng với lời khuyên của bác sĩ thì chúng tôi tin rằng là các bậc cha mẹ cũng đã có được một cái góc nhìn rộng hơn về những sản phẩm hỗ trợ dành cho sức khỏe con em mình. Và trong thời gian gần đây thì các bậc cha mẹ rất là quan tâm đến một sản phẩm có tên là Vitin. Với sản phẩm Vitin thì những cái thông số chất lượng cũng như là những cái dưỡng chất mà như chúng ta vừa nhắc thì cũng đảm bảo những cái yếu tố yêu cầu như bác sĩ phân tích chưa ạ? Đúng vậy. Xin được cảm ơn bác sĩ thạc sĩ Đinh Ngọc Hoa với những lời chia sẻ của chị trong phần 1 chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay với chủ đề phát triển chiều cao bảo vệ mắt cho trẻ. Và sau những lời khuyên của thạc sĩ bác sĩ thì chúng tôi rất là mong muốn quý vị có thể kết nối trực tiếp để đưa ra những câu hỏi của chính bản thân mình và con em trong gia đình. Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng phần 2 ngay lúc này đây thì tổng đài 1900-6255 của chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối đầu tiên và chúng ta sẽ cùng làm quen với vị thính giả này. Alo. Chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin nghe. Vâng, chào chị ơi, thì cho em gặp bác sĩ, em hỏi về cho cháu đi. Vâng, xin cảm ơn bạn đã kết nối và xin mời bạn đưa ra câu hỏi ạ. Bác sĩ đang ngồi ngay bên cạnh anh Thư rồi. Em có cháu, một cháu trai năm nay được 20 tháng 8 ngày. Vâng. Nhưng mà cháu rất là lười ăn, mà chiều cao của cháu ấy được có 82 phân, em mới đo ngày hôm qua, cân nặng là người của 1,5 cân. Thế em biết là như thế này cháu nó có bị dinh dưỡng ạ? Thực ra em bé nhà em là cân nặng là 11,5 cân à, mà 20 tháng. Em bé trai cân nặng 20 tháng mà cân nặng của em bé được 11,5 cân thì cân nặng của em bé cũng bình thường thôi, không có vấn đề gì. Còn cái chiều cao của em bé thì là 82 cm thì nó cũng không phải rằng là thấp, em bé nó cũng gần đạt chuẩn, tức là chuẩn là phải 84 đến 85 cm. Thế em bé như mình được 82 cm thì chiều cao cũng gần đạt chuẩn. Thế thì để bây giờ mà muốn, bây giờ em bé được 20 tháng, tức là được gần 2 tuổi rồi, thế thì để cho em bé mà để phát triển tốt về cái chiều cao và cái cân nặng nữa thì chị nghĩ rằng là em nên chú ý cái chế độ dinh dưỡng cho em bé. Không biết nhà em ở đâu? Nhà em ở Đồng Đa, nhưng mà nó lười ăn lắm chị ạ. Một ngày em chỉ cho ăn được một bữa cháo và em cho ăn được 2 lần sữa, thì mỗi lần sữa là được 180 ml ạ. Còn đâu là buổi tối thì về thì nó ti em vẫn chưa cái sữa vì nó ti em, nên là lấy các chừng ngày ăn thì ăn thế thôi ạ. Thực ra thì bạn này chắc vẫn chưa đi nhà trẻ mẫu giáo đúng không? Dạ vâng, vẫn ở nhà với mẹ ạ. Thế thì vẫn ở nhà với mẹ thì cái việc mà chăm sóc cái ăn cho em bé thì chị nghĩ rằng là nó không phải là khó. Thế thì dạ, đối với em bé mà nó lười ăn như thế này thì thứ nhất là cái việc mà em nên cho em bé ăn theo giờ đi nhé, để cho em bé khi mà bụng em bé đói thì nó cũng sẽ có cái cảm giác thèm ăn. Chứ mình không nên ăn đâu, chị ơi. Không nên cho em bé ăn vặt nhé. Không nên cho em bé ăn vặt. Thế và những em bé mà khi mà em bé ăn kém thì nó thường có kèm theo những cái biểu hiện của những cái dấu hiệu kém hấp thu. Thế thì ngoài việc ăn ra, em có thể bổ sung thêm cho em bé cái Golden Lab, là cái men vi sinh, nó cũng có tác dụng mà để cho nó làm lập lại cái sự cân bằng của hệ thống vi khuẩn trí ở trong cái ruột già cho em bé, để giúp cho em bé ngon hơn. Và bổ sung thêm cái sản phẩm Vitin để giúp cho em bé được cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất giúp cho em bé phát triển kể và cả chiều cao cũng như là trí não. Chị ơi, cho em hỏi là cái đấy thì cứ ra hiệu thuốc mà mua được hả chị? Đúng rồi, nhà em ở Đống Đa thì em ra hiệu thuốc nào chẳng mua được. Thế ạ, dạ vâng. Vâng. Cho em hỏi một câu nữa là con gái nhà em năm nay nó được 9,5 tuổi, nhưng mà mới được có 1m32 và cộng là nó mới có được có 23 cân ạ. 9,5 tuổi mà mới có 23 cân thì cân nặng của bạn ấy thiếu rồi, chiều cao là bao nhiêu?
Chiều cao là 1m32 ạ, thì nó có lùn đúng không ạ? Chiều cao 1m32 thì nó cũng chưa đạt chuẩn nhưng mà thấy cũng là bình thường, chứ cũng không phải là lùn quá. Thế thì bây giờ cái tuổi này là cái tuổi mà bạn chuẩn bị bước vào cái tuổi dậy thì rồi, là cái tuổi mà chuẩn bị tới là cái thời gian mà cái chiều cao của em bé nó sẽ phát triển rất là nhanh. Thì cái em đúng rồi, thì em nên chú ý cái ngoài cái chế độ dinh dưỡng ra, em có thể chú ý thì bổ sung thêm những cái sản phẩm giúp tăng chiều cao, những sản phẩm tin chị vừa nói. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Nhưng mà thằng cu nhà em như thế nó không suy dinh dưỡng hả chị? Không em ạ. Em lo nhất là cái thằng đấy. Đúng rồi, mẹ nào cũng lo cả. Mẹ hãy thử cho con dùng Vitin xem nhé. Hy vọng là sau một thời gian ngắn thì sẽ có những cái biến chuyển tốt dành cho con. Và chúng tôi cũng sẽ luôn luôn chờ đón cuộc gọi của bạn. Thưa quý vị, cùng quay trở lại với đường dây nóng, chúng ta lại nhận được tín hiệu kết nối tiếp theo. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin nghe. Alo, xin chào chị và bác sĩ, xin chào tất cả các vị khán giả. Xin chào tôi tên là Thu Hiền ạ, và tôi đến từ Hà Nội. Hôm nay tôi có một câu hỏi với bác sĩ và chương trình. Tôi có một em bé năm nay là 6 tuổi, em bé học lớp 1 ạ. Dạ vâng. Vâng, em bé thì từ bé đến lớn là em bé hấp thụ canxi rất là kém. Cứ đến thời kỳ mọc răng là em bé lại bị ốm sốt ạ. Vâng. Vâng, hiện tại bây giờ em bé bắt đầu thời kỳ rụng răng. Thì rụng răng từ Tết đến giờ thì em bé mới chỉ lên được một cái và còn một cái nó vẫn chưa lên. Thì tôi có bổ sung canxi cho bé nhưng mà bé chỉ uống được 3 ngày là bắt đầu lại nổi mụn ạ. Vâng. Và từ bé là đã bị hiện tượng như vậy ạ, mong bác sĩ tư vấn ạ. Thực ra thì nếu mà em những canxi thông thường thì khi mà uống vào thì mà như uống vài bao hôm mà nổi mụn thì chị nghĩ chắc là không biết cái mụn đấy nó như thế nào, tức là nó dị ứng hay là nó là cái mụn do cái viêm da hay thế nào thì em là nóng như hồi bé thì là mọc mụn bên trong cổ họng đấy, cứ dừng canxi thì em bé lại thôi ạ. Đấy, hoặc là ví dụ như là cơ thể là bị nhiệt ý, tức là khi mà uống canxi đến ngày thứ 2, thứ 3 thì bắt đầu bị nhiệt, là đi ngoài các thứ là rất là khó khăn. Đúng rồi, có nhiều bạn thì em bé khi mà sử dụng cái sản phẩm canxi thì em bé dễ bị táo bón này, rồi biếng ăn này. Thế thì ở cái tuổi con nhà em là 6 tuổi là cái tuổi mà răng bắt đầu thay. Thì khi răng bắt đầu thay này, nếu như mà em uống canxi mà hay có hiện tượng như vậy, tốt nhất là em chú ý bổ sung những cái thức ăn mà nó có nhiều canxi, ví dụ như là tôm, cua, cá chẳng hạn. Thì không gì tốt bằng cái nguồn canxi thiên nhiên. Thì em chú ý là tập trung cái chế độ ăn, bổ sung thêm những cái chất đó, thì là ăn cái trong cái bữa ăn của mình ấy thì hàng ngày phải có nhiều tôm, cua, cá thì nó sẽ giúp cho hấp thu canxi được tốt hơn. Thì bây giờ mà 6 tuổi rồi mà răng rụng mấy cái rồi? Răng rụng 2 cái và 1 cái đã lên được, được rồi. Và 1 cái thì lại chưa nhú lên được ạ. Thế thì đấy, cố gắng cho em ăn. Em có thể em cho Dạ vâng, em đã cũng đã chú ý là chuyển từ cái canxi tự nhiên ấy, ví dụ như là bổ sung thêm cua này, tôm này. Đấy, nhưng mà em bé này tức là cái hiện tượng hấp thu canxi của em bé kém ấy. Nên là em bé tức là cũng tại thời điểm lớp 6 đấy, khi mà cứ rụng dạ lớp 1 ấy, khi rụng răng thì đợt này em bé này bị giảm cân. Đấy, mà chiều cao của em bé này cũng chỉ có 1m12. Nên là thời gian này em rất là lo lắng, thì bác sĩ cho em một lời khuyên ạ. Thế nào để cho em bé nhà em là con gái hay con trai? Dạ con trai ạ. Con trai 1m12 thì cái chiều cao chưa đạt mấy chuẩn. Nặng thì lúc đi học thì 21,5 cân, còn cái từ Tết ra giờ liên quan hiện tượng rụng răng thì lại bây giờ số lại còn 20 cân thôi ạ. Ăn kém thì còn 20 cân, nhưng mà thực ra cân nặng thì ở cái lứa tuổi đấy cũng là bình thường, thì chiều cao chưa đạt. Thế thì em biết rằng là để hấp thu được canxi thì nó phải có thêm những chất dẫn canxi là cái vitamin D3 và cái MK7. Thì em có thể tìm thì cái sản phẩm Brivitin, em cho em bé uống thử một đợt xem sao. Thế thì cái em trong uống cái loại đấy rồi ạ. Thì uống đấy, có vấn đề gì không? Cũng cứ đến ngày thứ 2, thứ 3 lại phải dừng ạ. Tức là kể cả khi em đã thế thì bây giờ ngoài cái việc mà em bổ sung cái qua chế độ ăn thì cũng cho em bé cái việc mà tắm nắng buổi sáng thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc hấp thu canxi được tốt hơn. Thế thì có thể cho em bé thể dục buổi sáng chẳng hạn. Sáng sớm ngủ dậy tầm độ khoảng 6 giờ chắc là chưa đến giờ đi học đúng không? Em bé có thể chạy ở cái công viên gần nhà mình. Đấy, thì khi mà cái da của mình được tiếp xúc với ánh sáng thì nó cũng sẽ giúp cho làm cái tăng cường cái hấp thu cái vitamin D. Và như thế thì nó mới chuyển hóa được cái canxi em ạ. Vâng, bác sĩ cho em hỏi thêm một chút là ví dụ như cái buổi sáng thì mình vận động được ít hơn thì cái buổi chiều thì có tốt không ạ? Thực ra cái buổi chiều ánh nắng thì nó không tốt bằng ánh nắng buổi sáng. Đấy, cho nên là tốt nhất là mình vận động buổi sáng là tốt nhất.
Vâng, nhất là bây giờ em bé nghỉ hè rồi. Vâng, bác sĩ hỏi, vâng, em sẽ lưu ý cái đấy, chắc là phải kiên trì thôi đúng không bác? Đúng. Vâng, bác cho em hỏi thêm mà em bé lại còn cái hiện tượng, tức là đi học lớp 1 thì phát hiện ra là em bé hiện tượng khúc xạ đấy. Thì bác sĩ có khuyên là em bé sẽ thì đi nhỏ cái thuốc mà làm giãn đồng tử ấy. Thế sau khi nhỏ xong thì một thời gian thì cái đồng tử nó co lại thì nó sẽ tức là trở lại bình thường ấy. Thì em đang định là hè này khi em bé nghỉ thì sẽ cho em bé đi làm cái công việc đấy. Thì bác sĩ cho em lời khuyên để em tìm hiểu thêm về cái này được không ạ? Bây giờ mắt của con em là bao nhiêu phần 10? Lúc mà đi khám thì mắt phải của em bé là 6/10, còn mắt trái thì rơi vào 3/10. Thì trong thời gian mà em khám cách đây là trước Tết ạ, thì lúc em bé thi học kỳ 1 ý, thì sau đó em cho em bé đi luyện mắt. Thì trong cái phương pháp luyện mắt thì về kết hợp thì mắt phải lên được là 9/10, nhưng mà mắt trái thì chỉ có khoảng 4 hoặc 5/10. Nhưng mà hiện tượng em bé là sẽ hơi nhìn lệch về phía bên phải. Tức là em rất là chú ý á. Em chú ý khi em bé đọc, em bé học hoặc em bé xem tivi ấy thì cố gắng nhìn cân. Nhưng mà em thấy luôn luôn có một cái xu hướng hơi lệch một chút. Bởi vì là cái mắt của bạn nên nó cũng bị lệch về mặt thị lực. Thế thì đấy. Em tốt nhất là cho em bé đi đến khám bác sĩ mắt, và bác sĩ mắt sẽ cho mình cái lời khuyên cũng như cái luyện tập mắt làm sao cho được tốt, và khi nào cần thiết phải đeo kính thì mình cũng nên đeo kính để cho nó tránh cái điều tiết cho mắt. Dạ vâng ạ. Bác ơi, thì cái việc nhỏ thuốc giãn đồng tử này thì nó có nguy hiểm hoặc là gì không, hay nó chỉ là một hiện tượng bình thường? Thực ra nếu mà nó nguy hiểm thì bác sĩ người ta không bao giờ kê cho em hiểu không? Nghe thì nó hơi sợ. Dạ vâng ạ. Vâng, thôi em xin cảm ơn bác sĩ và chương trình ạ. Chào em. Vâng, cảm ơn bạn đã kết nối với chúng tôi. Và rõ ràng là khi mà nhận được một lời khuyên mà bố mẹ có lo lắng như vậy thì cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thì chúng ta hãy tin tưởng vào các bác sĩ, những người mà đang nhận trách nhiệm mà giúp đỡ cho con em của chúng ta có được một sức khỏe tốt hơn nhé. Thưa quý vị, cùng quay trở lại với đường dây nóng 1900 6255, chúng ta lại cùng chào đón vị thính giả tiếp theo. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin nghe. Vâng, em chào chương trình, em chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào vị thính giả. Vâng, em có câu hỏi đặt cho bác sĩ trả lời giúp em với ạ. Dạ. Dạ, vâng, cái bé nhà em là mới được, bây giờ là được 10 tháng rồi, mà được 7 tháng em cho đi ra viện nhi khám thì người ta bảo là mắt cái bé nhà em là bị quặn bẩm sinh mi dưới ạ chị. Dạ. Và bây giờ nó hay rụi mắt lắm chị ạ. Em hỏi bác sĩ là có người ta cho thuốc về nhỏ là bảo người ta bảo là 18 tháng cứ vút mi cho bé xuống mà không khỏi mới đi ra khám lại với nghệ mổ được đấy ạ chị. Vâng, còn để bác sĩ cho em lời khuyên với ạ. Thực ra đúng vậy, có rất nhiều những em bé mà mắt khi đẻ ra đã bị quặm. Thế thì khi mà quặm tức là cái mi của mình nó bị gập vào, và cái lông mi lúc nào nó cũng chạm vào cái mắt của em bé. Và khi nó chạm mắt thì nó kích thích, nó rất là khó chịu, em bé rụi mắt này, rồi là chảy nước mắt này. Và khi mà rụi mắt nhiều nó lại dễ bị đau mắt. Thế thì thông thường thì mới sinh thì người ta ít khi người ta tiến hành mổ cái quặm. Và người ta thường là các bác sĩ hay hướng dẫn các em là mình phải massage cái mi mắt để cho cái mắt nó, cái phần mi đấy nó không bị quặp vào trong. Thế thì em chịu khó massage mắt cho em bé hàng ngày. Thế và khi nào có chỉ định mổ thì người ta mới mổ, em hiểu không? Thế nó cứ chọc vào nó luôn, thế nó chỉ có vài cái ở trong hốc mắt thôi mà bác sĩ. Em tra rửa mắt, tra thuốc nhỏ mắt bình thường, nước rửa mắt muối thì có được không ạ bác sĩ? Em nhỏ cái nước muối chi phân nghìn hoàn toàn có thể được. Thế còn thì nếu như nó chỉ có 1-2 cái mà nó dài quá, nó đâm vào tận trong mắt của em bé thì mình có thể nhổ đi cũng được. Vâng, nhổ ạ. Nó chỉ có vài cái trong hốc mắt thôi, còn thỉnh thoảng nó mới có rụi mắt thôi, còn nó mắt lúc nào nó cũng khô lắm. Thế thì mắt mà không bị kích thích, không bị làm sao mắt vẫn khô thì thỉnh thoảng mới rụi mắt thì không có vấn đề gì. Chị nghĩ rằng là em cứ chịu khó hàng ngày. Cái này nó không phải là 1 ngày 2 ngày mà mình phải tính bằng nhiều tháng. Tức là phải có một thói quen hàng ngày là buổi sáng em massage mắt cho em bé, buổi tối massage mắt cho em bé ít nhất là ngày 2 lần như vậy. Và khi mình massage mắt cho em bé thế thì lâu dần cái cơ mắt của em bé nó sẽ được chắc, và nó cũng sẽ hết cái hiện tượng quặm đấy. Có rất nhiều bạn mà khi sau khi bác sĩ hướng dẫn cho em mẹ em bé về massage mắt như vậy, cuối cùng là nó cũng đã hết quặm đấy. Bác sĩ cho em hỏi vấn đề ngoài đề một tí ạ. Cái bé em là bây giờ cái đầu nó hơi nghiêng về bên phải ạ. Thế thì hôm nọ em cũng tra ra khám thì người ta bảo về chỉ có cho nó tránh nằm nghiêng sang bên đấy, có phải không ạ bác sĩ?
Thực ra thì khi mà đầu bị nghiêng về một bên như thế thì có thể nó do một cái bên cơ nó bị yếu. Thế thì mình em nhưng mà nên... Em cho đi chụp thì người ta bảo là xương cổ thẳng. À đây nó là phần cơ mà, cái phần cơ chứ không phải cái phần xương nó bị lệch. Thế thì mình em có thể cho em bé đến cái khoa phục hồi chức năng của Viện Nhi Trung ương. Ở đó người ta sẽ có các bác sĩ ra khám cho mình, sẽ đưa cho mình những cái phương pháp điều trị cụ thể, ví dụ như chạy điện hoặc gì đó nhé. Vâng, vậy là vị thính giả của chúng ta cũng đã nhận được lời khuyên rồi. Và hy vọng là bạn cũng sẽ áp dụng đúng cách để có thể nhận được về những kết quả tốt nhất. Thưa quý vị, chúng ta sẽ lại cùng dành thời gian cho một vị thính giả đang chờ máy. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin nghe. Vâng ạ, em xin giới thiệu, em tên là Quỳnh, em ở Hà Nội 2 ạ. Em xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào bạn Quỳnh. Bác sĩ cho cháu hỏi là con nhà cháu năm nay 12 tuổi rồi, nhưng mà cháu nó cứ năm nay mới có 25 cân, mới cả cao 1m3 thì có phải là suy dưỡng không ạ? Bạn ấy 12 tuổi mà có 25 cân thì đúng là còi cọc rồi. Cao bao nhiêu? Cháu cao 1m3 ạ. Cao 130cm. Vâng ạ. Cháu gái cháu trai? Cháu dài. Cháu dài. 12 tuổi mà chiều cao như vậy cũng như cân nặng như vậy thì đúng là em bé là bị còi cọc rồi. Thì không biết là lúc mà em bé còn nhỏ thì cái dinh dưỡng của em bé thế nào? Em bé gần đây có sút cân không hay là từ nhỏ đã nhỏ như thế rồi? Cháu là rất là hay bị ho. Nhưng mà bác sĩ khám là thế nào bởi viêm họng. Và cháu rất là hay, hầu như 1-2 tháng lại đến lại bị ho, thế là hay uống thuốc nhiều, nên là cháu bảo hay uống thuốc nhiều nó bị thế. Thực ra mà nói thì khi mà em bé cứ thường xuyên bị các cái bệnh lý về nhiễm khuẩn thì mà hay sử dụng kháng sinh rồi những đợt ốm thế thì nó cũng sẽ làm cho bé biếng ăn, nó cuối cùng nó cũng ảnh hưởng đến hậu quả là cái sự phát triển về cái thể chất của em bé nó không được tốt bằng những cái bạn mà ít bị ốm. Thế thì bây giờ ở cái tuổi 12 là cái tuổi mà bạn đã bắt đầu bước vào cái tuổi dậy thì rồi. Thì đối với bạn trai thì 12 tuổi là chuẩn bị dậy thì rồi, cho nên rằng là em chú ý trong cái giai đoạn này để ý cái chế độ ăn cho em bé. Không biết là bạn ăn uống có được tốt không? Cháu thì ăn thì cháu ăn được, nhưng mà cũng chả thấy lớn. Với cả cho cháu hỏi là cháu mà cứ thay hết răng rồi, ngày trước là cứ sâu răng xong rồi cứ thay răng, bây giờ thay răng nó vẫn cứ bị sâu, thế là về cái bệnh gì bác? À, thay răng rồi mà vẫn bị sâu thì cái vấn đề là vệ sinh răng miệng nó chưa được tốt. Thì làm sao mình cố gắng đánh răng là một ngày 2 lần, được 3 lần thì tốt. Tức là các bác sĩ răng hàm mặt khuyên rằng là đánh răng sau mỗi bữa ăn. Thế thì nếu như mà mình đánh răng thường xuyên là tốt là một. Thứ hai nữa là với bạn thì cái chiều cao cũng như là cân nặng của bạn đều chưa đạt so với lứa tuổi. Thì ngoài cái việc đó ra chúng ta phải em phải chú ý. Nhất là em ở cái Hà Nội 2, tức là Hà Nội ngoại thành đấy, thì là chị nghĩ rằng là những cái sản phẩm thiên nhiên, tôm, củ cá xung quanh chúng ta có thiếu gì đâu. Em nên bổ sung cái thức ăn cho em bé. Và có thể bổ sung thêm cái sản phẩm Viptin. Cái sản phẩm Viptin này thì nó cũng có chứa rất là nhiều những cái vi chất dinh dưỡng. Em có thể mua ở hiệu thuốc ở gần chỗ em ở. Cái hiệu thuốc bệnh viện, chị nghĩ rằng là em ở huyện nào nhỉ? Ở Hà Nội ạ. Nhưng mà Hà Nội em ở huyện nào? Ở tận Thanh Oai ạ. À, Thanh Oai. Chị nghĩ Thanh Oai thì ở ra cái bệnh viện huyện gần ở chỗ em thì chắc là cũng có. Còn nếu mà trường hợp mà em mà không tìm được mua thì em có thể gọi cái tổng đài tư vấn là 1900 1259, thì người ta cũng sẽ tư vấn cho em và có thể mang thuốc đến tận nhà cho em. 1900 1259. Đúng rồi. Cho cháu xin hỏi thêm câu ạ. Con nhà cháu hôm nay 16 tuổi, con gái, nhưng mà năm ngoái là mắt của cháu nó chỉ có độ mắt phải là 1/10, mắt trái là 2/10. Nhưng mà đến năm nay cháu nó lại bị giảm nhiều quá. Năm nay thì mắt phải lại 1/10, nhưng mắt trái thì 5/10 rồi. Thế thì em đã cho em bé đeo mắt chưa? À, đeo kính chưa? Có, cháu đeo kính rồi, nhưng mà tính năm ngoái cắt kính thì nhìn thấy, năm nay lại cắt vẫn đi kính đấy, không nhìn thấy gì. À, thế thì em phải đo lại. Thông thường những cái bạn mà đã có rối loạn về điều tiết hoặc là cận thị thì em phải hàng năm phải cho em bé đi kiểm tra thị lực ít nhất là 1 năm 2 lần để xem như thế nào. Thế thì cái việc đeo kính đấy nó tác dụng chỉnh cho cái thị lực, giúp cho mắt của mình tốt hơn. Nhưng mà ngoài cái đeo kính ra
thì em cũng phải rất chú ý về cái việc mà em bé cái ngồi học cho nó phải, khi đã đeo kính rồi thì cái việc ngồi học nó phải đúng tư thế, tức là cái chiều cao từ mắt của mình xuống đến cái mặt bàn ít nhất là 25 cm, có một khoảng cách đủ như vậy thì là mắt nó mới giữ được. Chứ nếu như bây giờ mà mình lại nghĩ rằng là mình đeo kính rồi và mình không cần quan tâm những vấn đề khác, rồi ánh sáng có đủ không này, rồi chế độ ăn có được tốt không này, có được cung cấp đủ những cái chất dinh dưỡng mà tốt cho mắt không này, rồi là luyện tập thể thao vân vân, nhiều thứ khác nữa, chứ không phải rằng là mình nghĩ rằng là mình bị có cái tật cận thị bây giờ mình đeo kính là được. Thế thì khi mà mình đeo, nếu mà khi mà em bị cận thị rồi em phải đeo kính thường xuyên, nếu mình không đeo kính thì mắt nó sẽ mỏi điều tiết và nó dần dần nó sẽ bị cận tăng lên. Thế thì mình phải hàng năm mình phải cho em bé đo thị lực ít nhất là 2 lần, đi kiểm tra bác sĩ mắt ít nhất là 2 lần. Nếu như mà 3 tháng được 1 lần thì càng tốt, nếu không thì 1 năm em cũng phải được 2 lần, để sẽ giúp các bác sĩ sẽ giúp cho mình chỉnh kính, và đồng thời bác sĩ cũng sẽ khuyên cho mình cái như thế nào để cho nó không bị lâu tăng số nhất. Chứ còn nếu như mình mà không chú ý đeo kính, hoặc là mình không chú ý đến cái tư thế ngồi, hoặc là ánh sáng khi mà mình làm việc, rồi cả cái chế độ ăn sinh hoạt nữa, thì nó cũng sẽ tăng số rất là nhanh. Thế cháu có uống bổ sung thêm cái thuốc gì MK7 cá bổ gì đấy nữa không hả bác? Có, em có điều kiện thì em cho bé uống bổ sung thêm cái Brivitin 3 rất là tốt. Cũng là Vitin ạ? Đúng rồi. Vâng, vâng ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ nha. Vâng, cảm ơn chị Quỳnh ạ. Vâng. À, thưa quý vị, vậy là chị Quỳnh cũng đã nhận được lời khuyên từ bác sĩ khách mời của chúng ta là thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Còn lúc này chúng tôi sẽ lại cùng dành thời gian cho một vị thính giả đang chờ máy. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin nghe. Alo ạ, xin chào vị thính giả đang kết nối. Vâng, xin chào chị. Dạ, xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Dạ, và chúng tôi đang lắng nghe chị đây. Dạ, em tên Hoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Em xin hỏi là con em nó 4 tuổi rưỡi mà cháu bị viễn 5 độ, bác sĩ ạ. À, dạ vâng. Em hỏi là bệnh của cháu nó có khỏi được không ạ? Và chế độ dinh dưỡng thì như thế nào? Khi mà em thấy thì thường cháu chỉ cận viễn loạn thôi mà thấy à, nó đúng viễn rồi. Chị nghĩ rằng là con mắt con nhà em mà bị viễn tức là nó liên quan đến vấn đề về bẩm sinh rồi. Thế thì có một số những bạn mà điều rối loạn điều tiết nó do học đường, tức là đến cái tuổi đi học thì bạn em do những yếu tố như là cái tư thế, rồi là do cái thiếu ánh sáng vân vân, thì nó gây nên cái hiện tượng mà rối loạn điều tiết mà thường gặp nhất là cận thị. Thế còn những cái bạn viễn thị, và có những bạn mà một mắt viễn rồi có cả kèm theo loạn thị, thì đa số những bạn viễn thị này thì là hầu hết là do cái bẩm sinh. Thế thì khi nó đã bẩm sinh thì chị nghĩ rằng là nó rất là khó có thể mà chữa khỏi được, mà nhất là con nhà em lại viễn tận 5 độ thì chắc chắn là cũng phải đeo kính rồi. Thế thì cái việc mà em theo dõi cái mắt của cháu thì em nên đưa đến bác sĩ mắt, người ta sẽ kiểm tra cho em và sẽ cho em những cái lời khuyên được tốt hơn. Thế còn ngoài ra cái chuyện là cháu cũng có đeo kính được và cháu thấy mắt cháu nó khó bị hiện tượng nát ạ. À, đúng rồi. Né né một chút ạ. À, mắt lác thế thì cái... nó né một chút. À đúng rồi. Thế thì có những cái bạn mắt nó cũng bị lác, thì có những bạn lác trong hoặc có những bạn lác ngoài. Thế thì tùy theo cái độ lác mà bác sĩ cũng sẽ cho mình cái lời khuyên khi nào có thể phẫu thuật được cái lác đấy, hoặc có những lác cũng không cần phẫu thuật, chỉ cần đeo kính thì chỉnh. Thế thì em nên thường xuyên đến khám bác sĩ mắt, thì bác sĩ mắt người ta sẽ chỉnh cái đôi mắt đó cho em, cho con của em. Để em mà có mình có thể tập luyện như thế nào, hoặc là chế độ dinh dưỡng cho nó giảm bớt không bác? Cái chế độ dinh dưỡng thì em chú ý là để tốt cho mắt thì là có những mình cho em bé ăn những cái sản phẩm mà nó có chứa nhiều cái DHA hoặc cái taurin, ví dụ như là cái những cái sản phẩm chứa từ cá này, rồi từ hải sản này, đều là chứa nhiều những cái chất DHA, nó giúp cho cái tế bào võng mạc của em bé được phát triển tốt. Thì em chú ý cho em bé ăn những cái sản phẩm mà có từ cá và cá biển hoặc là cá đồng nhé. Dạ. Em hỏi là mình có luyện mắt để cho nó ấy không cơ? Cái luyện mắt thì có, nhưng khi mà em bé bị lác đấy thì các bác sĩ người ta cũng có cho em bé đeo kính để tập luyện cái mắt. Dạ. Thế thì em cái đấy thì em khám bác sĩ mắt sẽ cho mình tập luyện. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn. Vâng. À, có vẻ như là chị Hoài vẫn đang có nhiều thắc mắc muốn hỏi bác sĩ lắm, nhưng mà lại ngại rằng là tốn thời gian chương trình hay là chưa sắp xếp được đủ những cái ý hỏi. Hy vọng là chị sẽ kết nối lại với chúng tôi vào lần sau nhé. À, và bây giờ đây chúng ta sẽ lại cùng chào đón một vị thính giả tiếp theo trên đường dây nóng. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin nghe. Alo ạ. Vâng, xin chào vị thính giả. Tôi xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ. Dạ. Tôi có một đứa cháu gái. Một cháu gái là
kém 4 tháng đầy 4 tuổi. Dạ. Chiều cao nó là 95cm và nặng 14kg ạ. Vâng. Thì cháu thì cũng là cái dạng là cũng hay ốm mà kém ăn lắm. Thế cho nên là cháu thế này thì chắc có gọi là thiếu về thiếu cân nặng và có thuộc loại dinh dưỡng có thiếu nhiều không ạ? Cái câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai cho tôi xin thêm, tức là ngoài này một tí là cháu tôi nó cứ bị tay chân ấy, thì nó vừa rồi nó mới ốm tại nó cứ bị bong bong cái người xưa người ta gọi là xước móng rô đó, xước móng rô bằng bong ra tay. Vâng, thế thì tôi xin hỏi là đấy là cháu nó thiếu cái chất gì và hiện nay thì cháu cũng đang chưa đi khám được, thì xin một lời tư vấn của bác sĩ là cháu đều thêm cái thuốc gì để nó thiếu chất gì để cho nó đỡ cái bị như thế ạ. Vâng, thực ra thì cái chiều cao của em bé nhà mình là 95cm và cân nặng 14 cân thì đều là chưa đạt so với cái chuẩn của em bé. Chuẩn của em bé thì phải đạt là 15 cân đến 15 cân rưỡi và chiều cao cũng phải đạt là 100cm đến 101cm. Thế nhưng mà cái nó cũng chưa đến mức độ còi cọc, tức là nó vẫn nằm trong cái khoảng giới hạn bình thường. Thế thì bây giờ bác chủ yếu là chú ý cái chế độ ăn cho em bé tốt là được nhá, ăn đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng, thì là tức là mình càng ăn được càng nhiều những cái thực phẩm đa dạng cái phong phú của cái bữa ăn, mình càng thay đổi nhiều loại thực phẩm thì em bé được càng được cung cấp đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng. Thế còn thì cái bong ra tay của em bé thì có một số em bé khi mà mình ăn nó chưa đủ chất thì nó gây hiện tượng như vậy. Và khi cái hệ là lông tóc móng của em bé, có những em bé tóc mọc thưa rồi là thường xuyên bong ra chân tay, nhất là vào mùa khô mùa đông, rồi làm móng tay có những cái vạch kẻ trắng vân vân, thì những đấy là những biểu hiện của thiếu vi chất mà thông thường hay gặp nhất là cái thiếu vitamin C rồi thiếu kẽm rồi cả vitamin A nữa. Thế thì mình vâng, mình chú ý là cho em bé ăn uống nhiều nước trái cây này, rồi mình ăn nhiều những thực phẩm mà có cái thứ quả màu đỏ thì nó sẽ cung cấp vitamin A, và cái thực phẩm mà chứa nhiều kẽm là những thực phẩm mà như là nghêu sò, những cái hải sản, thì bác chú ý cho em bé ăn những thực phẩm đó thì một thời gian là em bé chắc sẽ ổn định thôi. Có thể là lúc mà em bé ốm thì em bé ăn uống kém cho nên rằng là cơ thể nó đã bị như vậy. Vâng, thưa bác sĩ là cháu nó cũng mới ốm dậy mọi người ăn lắm, gia đình cũng gọi là có một đứa cháu ngoại cháu nội rồi cho nên là chăm cũng hết sức chăm đấy, nhưng mà nó quá lười ăn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cô hỏi thêm bác sĩ là vừa rồi cháu nó đi khám thì về thử máu thì bác sĩ có nói là nó thiếu bạch cầu là hơi tăng. Bạch cầu vâng. Vâng. Thế thì cái bạch cầu nó hơi tăng thì nó ảnh hưởng vào cái gì ạ? À, thực ra khi em bé ốm thì thường là cái bạch cầu nó tăng tăng, thì cái bạch cầu nó là một cái tế bào nó để bảo vệ cho cơ thể, nó giống như là bộ đội đấy, bác hiểu không? Thế thì trong cơ thể ở đất nước thì có cái quân đội để giữ cho đất nước được bình an, để đánh giặc, thì cái bạch cầu trong cơ thể chúng ta nó cũng có tác dụng giống như vậy. Mà khi mà cơ thể bị viêm nhiễm, tức là bị nhiễm khuẩn, các em bé bị ho rồi bị sốt vân vân, thì cơ thể thường là biểu hiện tăng bạch cầu. Tăng bạch cầu lên thì nó có tác dụng làm cho tăng cái sản xuất kháng thể mà giúp cho bảo vệ cơ thể. Thế thì khi mà em bé ốm thì em bé hay có hiện tượng đó, và khi hết ốm thì nó lại trở về bình thường. Vâng, tại vì cũng cứ lúc bây giờ thì mẹ cháu không hỏi kỹ là bác sĩ cho nên về về gia đình cứ lăn tăn quá, nên từ tư vấn của bác sĩ dạ như vâng vậy thì tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhé. Dạ vâng. Dạ, và cũng xin cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối đưa ra những câu hỏi ạ. Thưa quý vị, chúng ta không còn nhiều thời gian cho phần kết nối nữa, và lúc này đây chúng ta sẽ lại cùng dành thời gian cho một vị thính giả đã chờ máy. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin nghe. Xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào, bác. Xin chào vị thính giả. Vâng. À, xin mời bác ạ. Bác tên là bác Bích ở quận Tây Hồ. Dạ vâng. Vâng, bác muốn hỏi cho cháu của bác. Dạ. Là muốn nhờ bác sĩ tư vấn cho là cháu của bác nó được 7 tháng 10 ngày. Dạ. Mà nó được có 6 cân 4. Dạ. Đấy, thế mà cháu lười ăn lắm. Thế mẹ cháu thì cứ vắt sữa ra bình cho bú, trả cho bú trực tiếp. Dạ. Thế xong thuê người giúp việc bế thì cứ bảo là không ăn, bột không ăn. Thế bác thương nó quá, bác chỉ muốn có chương trình của đài ấy để hỏi thăm bác sĩ giải thích giúp đỡ mấy. Yeah. Vâng, thế cháu của bác là cháu gái, cháu trai ạ? Cháu gái ạ. Cháu gái mà bây giờ, ạ. Vâng ạ, vâng. Cháu gái mà được 7 tháng rưỡi rồi ạ.
7 tháng 10 ngày bác sĩ. À 7 tháng 10 ngày tức là 7 tháng rưỡi. Vâng. 7 tháng rưỡi mà cân nặng bây giờ được 6 cân 4. 6 cân 4 ạ. Vâng. 6 cân 4 thì là cũng chưa phải đến cái mức độ suy dinh dưỡng nhưng mà nó gấp ghé cái suy dinh dưỡng rồi. Thế ạ. Vâng, thế nếu bây giờ em bé mà cân nặng dưới 6 cân thì em bé bị suy dinh dưỡng. Vâng. Thế thì bây giờ nếu như mình rất chú ý không thực ra thì có những cái bà mẹ thì cái khi mà em bé được 7 tháng này rồi thì mẹ phải đi làm bận thì cái việc mà mẹ vắt sữa rồi vâng cho ạ. Em bé bú bình nó cũng là bình thường thôi. Vâng. Thế thì cái việc đó cũng không có vấn đề gì. Thế còn thì cái sữa mẹ thì nó vẫn là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho các em bé. Vâng. Thế thì bây giờ bác khuyên con gái bác là ăn uống cho tốt để cho cái chất lượng sữa được tốt. Thì khi vâng mà mẹ cái chất lượng sữa nó phụ thuộc vào chế độ ăn của mẹ. Mẹ ăn được nhiều chất này, mẹ ăn đầy đủ các cái chất dinh dưỡng thì cái sữa của em mẹ cũng sẽ tốt hơn là những cái bà vâng mẹ mà ăn kiêng vâng hoặc là ăn uống không đầy đủ. Thế thì cái việc tốt nhất là cái việc mà cái chế độ ăn của mẹ bác phải rất chú ý. Vâng. Thứ hai nữa là em bé đến 7 tháng tức là cũng đến tuổi ăn dặm rồi. Vâng. Tuổi ăn dặm rồi thì chúng ta cũng nên cho em bé ăn bột. Vì nếu như mà chúng ta cho em bé không cho em bé ăn dặm thì lâu dần cái hệ thống men tiêu hóa trong cơ thể nó cũng sẽ giảm tiết dịch đi và nó cũng sẽ dẫn ảnh hưởng đến cái sức khỏe của em bé mà nó cũng sẽ làm cho giảm hấp thu. Và từ đó là nó cũng sẽ làm cho em bé tăng cường cái nguy cơ mà bị suy dinh dưỡng. Nên bác rất là chú ý khi em bé đến tuổi ăn dặm thì chúng ta cũng nên tôn trọng cái cơ chế tự nhiên của con người là chúng ta nên cho em bé ăn dặm. Thế còn cái việc ăn dặm của em bé như thế nào thì thực ra mà nói thì cái một thời gian ngắn ở trên đài như thế này cũng khó có thể hướng dẫn bác đầy đủ một cái chế độ ăn cho em bé. Thế nhưng mà bác bây giờ em bé được 7 tháng thì chúng ta có thể cho em bé ăn ngày 2 bữa bột. Vâng. Ngày bữa bột khi em bé được 7 tháng thì bác có thể cho em bé ăn bột trứng này. Có thể buổi sáng ăn bột trứng, buổi chiều ăn bột thịt vân vân. Thế và khi em bé đã được gần 7 tháng rưỡi rồi và gần 7 tháng rưỡi thì cũng có thể cho em bé ăn bột cá được rồi. Vâng. Thế nhưng bác chú ý một cái nguyên tắc là khi mẹ cho em bé ăn một loại thức ăn mới thì mình phải ăn ít một từ từ tăng dần để cho bé tập làm quen với món thức ăn đó. Vâng. Chứ nhiều khi mà mình cho em bé ăn một lúc mà nhiều cái cá quá chẳng hạn mà em bé cơ thể bé chưa ăn bao giờ thì em bé sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa. Chị mình rất chú ý là ăn bất kỳ món gì ăn mới mình đều phải tập cho em bé ăn là từ từ ít một và tăng dần thì cơ thể em bé sẽ được làm quen. Thế và khi mình càng đổi nhiều những cái loại thực phẩm thì em bé cũng càng được cung cấp đủ các vi chất dinh dưỡng. Và chúng ta cũng không nên trộn quá nhiều các cái loại rau quả trong một bát bột cho em bé vì nó sẽ khiến cho em bé khó ăn. Thế thì có những gia đình là cứ làm một nồi súp xong rồi cho bé ăn từ sáng đến chiều và dần dần là em bé sẽ biếng ăn bởi vì là nó sẽ chán ngấy. Thế thì ví dụ như là bác nấu bột cá cho em bé chẳng hạn, bác có thể nấu với rau cải. Thế nấu bột thịt thì bác có thể nấu với rau ngót, ví dụ thế. Thế thì mình chọn một vài loại rau trong một cái bữa ăn cho em bé thì nó sẽ giúp cho em bé ngon miệng và dễ ăn hơn. Thế và khi em bé đã đến tuổi ăn dặm thì mình tránh cho em bé ăn vặt. Ví dụ như là buổi sáng 6 giờ mình bú sữa mẹ thì 9 giờ mình cho ăn bột, ví dụ thế. Vâng, vậy là vị thính giả của chúng ta, vị thính giả cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay cũng đã nhận được lời khuyên của bác sĩ, thạc sĩ Đinh Ngọc Hoa. Một lần nữa xin thay mặt chương trình cảm ơn bác sĩ. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Free Vitamin 3 giúp tăng chiều cao, phát triển trí não, bảo vệ mắt cho trẻ dưới 10 tuổi.